Sáng nay ngày 28 tháng 9 tại huyện Long Điền, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh tổ chức khai mạc giải tennis và pickleball chào mừng 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam và 17 năm ngày thành lập Hiệp hội. Giải có 3 nội dung thi đấu gồm tennis đôi nam nữ và pickleball hỗn hợp. Tham dự giải có hơn 130 vận động viên là các doanh nhân, chủ các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đây là sự kiện được tổ chức nhằm khuyến khích phong trào thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe trong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, tạo điều kiện để các doanh nhân gặp gỡ, giao lưu kết nối, tăng cường mối quan hệ hợp tác cùng phát triển. Sự háo hức của vận động viên để chuẩn bị cho 17 năm ngày thành lập cũng như là 20 năm ngày doanh nhân Việt Nam thì rất là lớn. Và đây là một cái món quà tinh thần cho cộng đồng doanh nghiệp nhân cái chủ sự kiện này. Dự kiến giải tennis và pickleball sẽ diễn ra đến hết ngày 30 tháng 9. Các vận động viên đoạt huy chương sẽ được trao giải tại gala họp mặt doanh nhân với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, các sở ngành địa phương vào tối 11 tháng 10.